Cô thân ái chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 trên trang web olm.vn Các con thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài tập đọc Anh đom đóm Đom đóm là loài bọ cánh cứng, ban đêm bụng sẽ phát ra ánh sáng lập lè Anh đóm trong bài thơ này, ban đêm lên đèn đi gác cho mọi người ngủ chúng ta cùng đi theo anh đóm chuyên cần và đáng yêu để xem thế giới cảnh vật ở nông thôn vào ban đêm thú vị như thế nào các con nhé đầu tiên chúng ta sẽ vào phần luyện đọc với bài này các con đọc với giọng diễn cảm và nhẹ nhàng cô sẽ đọc mẫu một lượt các con cùng theo dõi mặt trời gác núi bóng tối lan dần anh đóm chuyên cần lên đèn đi gác theo làn gió mát, anh đi rất êm, đi suốt một đêm, lo cho người ngủ. Tiếng chị cỏ bợ, dù hỡi dù hời, hỡi bé tôi ơi, ngủ cho ngon giấc. Ngoài sông thím vạc, lặng lẽ mò tôm, bên cạnh sao hôm, lòng lành đáy nước, từng bước từng bước, phun ngọn đèn lồng, anh đóm quay vòng như sao bừng nở gà đầu rộn dịp gáy sáng đằng đông tắt ngọn đèn lồng đóm lui về nghỉ chỉ cần đọc bài thơ thôi con cũng thấy dường như hiện lên trước mắt ta là hình ảnh một anh đóm vô cùng chuyên cần đêm đêm đem đèn đi gác đúng không nào các con Chúng ta sẽ vào phần chú thích để cùng tìm hiểu xem trong bài đọc này có từ ngữ nào khó hiểu không nhé. À, chúng ta có bốn từ. Các con cùng nhìn lên màn hình. Chúng ta có từ đầu tiên, đó là đom đóm. Đom đóm là một loại bọ cánh cứng, bụng phát ra ánh sáng lập lòe, hoạt động về đêm. Thứ hai là chuyên cần. Chuyên cần là chăm chỉ một cách thường xuyên, đều đặn. Thứ ba là cò bợ. Cò bợ là loại cò có cổ và ngực màu nâu sẫm, thường có dáng ủ rũ. Và cuối cùng là vạc. Vạc là loài chim gần giống với cò, tiếng kêu rất to, thường đi ăn vào ban đêm. Cô cùng với các con sẽ đến phần thứ ba đó là bố cục. Bố cục cô sẽ chia ra thành hai phần. Khổ 1 và khổ 2 có nội dung, anh đóm đi gác và khổ 3, khổ 4 là cảnh trong đêm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết bài tập đọc này các con nhé. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần đầu tiên, anh đóm đi gác. Con hãy đọc khổ 1 và khổ 2 trả lời cho cô câu hỏi, anh đóm lên đèn đi đâu? À đúng rồi, con đã trả lời rất chính xác, cô chúc mừng con. Anh đóm lên đèn đi gác, nó thể hiện qua những câu thơ mặt trời gác núi bóng tối lan dần anh đóm chuyên cần lên đèn đi gác à như vậy con thấy được rằng đêm nào anh đóm cũng đi gác cho mọi người ngủ chính vì thế mà con thấy rằng anh đóm rất chuyên cần đúng không nào trong thực tế, đom đóm thường đi ăn vào ban đêm. Ánh sáng ở bụng của đom đóm phát ra để tìm thức ăn. Ánh sáng đó là do chất lân tinh trong bụng đóm gặp không khí sẽ phát sáng. Và anh đóm trong bài thơ rất chuyên cần đúng không nào? Đêm nào anh đom đóm cũng lên đèn đi gác suốt tới tận sáng cho mọi người ngủ yên. Anh đóm thật là chăm chỉ. Vậy trong quá trình anh Đóm đi gác, anh Đóm đã nhìn thấy những cảnh vật như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo. Cảnh trong đêm. Nhiệm vụ của con đó là tiếp tục đọc đoạn 3 và 4 và trả lời cho cô câu hỏi, anh Đóm thấy những cảnh gì ở trong đêm? Cô chúc mừng con, con lại có một câu trả lời rất chính xác nữa. Anh đóm nhìn thấy những cảnh trong đêm như sau. Đầu tiên là chị cò bợ du con, dù hỡi, dù hời. Anh còn nhìn thấy tím vạc, lặng lẽ mò tôm. Ngoài sông tím vạc, lặng lẽ mò tôm. À, như vậy thì những cảnh vật ấy đã thể hiện cuộc sống của các con vật vào ban đêm. Vô cùng bình dị, cũng rất sinh động và rất đẹp đúng không các con? cuối cùng thì chúng ta sẽ vào phần tổng kết bài thơ này đã ca ngợi anh đong đóm rất chuyên cần đồng thời cũng thể hiện bức tranh cuộc sống của các loài vật ở làng quê vào ban đêm rất đẹp và sinh động vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong bài thơ anh đong đóm bây giờ cô rất muốn hỏi các con đó là các con đã bao giờ nhìn tận mắt anh đom đóm hay chưa có bạn có có bạn chưa đúng không nào đom đóm thì thường xuất hiện ở các miền quê nhiều hơn ở thành phố của chúng ta hầu như là không thấy có sự xuất hiện của anh đom đóm và bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc các con về nhà học thuộc lòng bài thơ và chuẩn bị cho bài tập đọc mới các con nhé cảm ơn tất cả các con hẹn gặp lại các con trong những bài học lần sau